Có phải Trung Quốc giúp Việt Nam đánh Mỹ năm 1954 tới năm 1975 không Duy? Không. Nói cho nó đàng hoàng, nếu mà có giúp thì giúp phát triển kinh tế và xã hội thì nó có chút đỉnh, hiểu không? Còn nếu mà giúp về đánh lộn thì đa phần là Liên Xô đó bạn. Đó, Liên Xô với khối Xô Viết. Có lộn xin lỗi bạn, khối nó kêu là cái khối gì ta, khối Warsaw hay Warsaw gì đó, lâu quá anh quên rồi mấy bạn. Còn Trung Quốc thì nó gọi là nó gì, ân đền quán trả với mình hết trơn rồi, vụ biên giới này nọ kia các kiểu đó mấy em. Cuba nữa phải không anh Duy? À, Cuba thì cũng có giúp đỡ, qua lại tình đồng chí anh em đó mấy em. Vì Mai Hưng nha, cộng sản mà không bị cấm vận được tự do phát triển như nước khác thì chắc chắn kinh tế sẽ phát triển hơn tư bản là cái chắc, làm gì có chuyện đó, đúng không? Dành ăn với nó thì nó bực mình thôi, chứ sao mà kêu nó không cấm vận được, nên cái chuyện nó không có néo được mà. Tôi mặc dù tôi nói chung rất là thực tế, khi mà ví dụ như mình đe dọa vị trí độc tôn của nó đó thì chắc chắn là nó bụp mình, đó là chuyện bình thường, và mình phải nghĩ ra cái kế để mình bụp lại nó, để mình tồn tại và phát triển, chứ không thể nào mà kêu nó tha cho mình được nha các bạn. Bị bưng bô có cách nào hết không Duy? Có, khi nào mà đu càng tuyệt chủng hết thì tự nhiên bưng bô nó giảm lại à bạn ơi. Cái gì nó có nguyên nhân của nó, hiểu không các bạn? Nếu mà không có Hoàng Kỳ xuất hiện á, thì không có giải phóng miền Nam đó, hiểu chưa? Nếu mà gọi là không có, gọi là bây giờ không có đu càng á, thì dân trong nước nó cũng chả rảnh đâu rồi, nó ngồi để nghiên cứu Mỹ kỹ như vậy. Nó cái gì nó có lý do các bạn, giống như là gọi là cái gì, sứ mệnh lịch sử sinh ra đời là nó phải như vậy. Nó nếu mà không có Hitler tàn bạo á, thì Stalin cũng nhạt nhòa, khổ vậy đó. Cái gì nó có sự đối trọng của nó, các bạn hiểu không? Chuẩn không các bạn? Các bạn có, bây giờ tôi hỏi các bạn có đồng ý với tôi không? Nếu không có một Hitler tàn bạo thì vai trò của Stalin cũng nhẹ nhàng, cũng thậm chí cũng mờ nhạt như bao đời khác thôi. Nó vẫn thấy tại sao trong tất cả các tổng bí thư của Liên Xô đời hậu Lenin thì ông Stalin là cái ông mà VIP nhất, nổi tiếng nhất, nó dữ dội nhất luôn, hiểu không? Tại sao trong tất cả các vị tướng của Việt Nam cái thời phong kiến nha, thì Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn người ta còn kêu là Đức Thánh Trần, hiểu chứ? Tại vì có một Mông Cổ hung bạo đó, tại vì có một Mông Cổ hung bạo mà đi quýnh khắp thế gian, không ai quýnh lại hết, qua bên đây gặp Đức Thánh Trần gãy cổ ba nháy. Ở Sài Gòn người này giàu có người khác giàu hơn, đừng tự cho mình là giàu nhất, đúng, chính xác, đúng không? Còn ở bên Mỹ á, thì mình khổ có người khác khổ hơn, đừng có giành sức welfare của người khác, thế thôi. Nhưng mình không muốn lấy cái giàu ra, nói chung là tiền bạc do mình may mắn các bạn. Mình may mắn mình sinh ra trong thời bình, mình may mắn có một đất nước Việt Nam ổn định, mình may mắn có lượng fan hâm mộ dồi dào, mình may mắn có những khách hàng đẳng cấp, đúng không? Mình may mắn có được cái sự giáo dục với mái trường sâu chủ nghĩa này, mình không bao giờ mình lấy cái đồng tiền ra để mình nói chuyện nữa, nhất là từ lúc mà biến cố ngày 14 tháng 12 huyền thoại nha. Đó, cái ngày đó là đại cử tri dứt tum đó các bạn. Nhưng mà ở bên Mỹ cũng vậy thôi bạn, ở quốc gia nào trên thế giới thôi, mình nghèo có người khác nó nghèo hơn, đừng có giành sức welfare của người ta, tội lắm ba ơi. Trong khi các bạn còn có thể rồi, có tay có chân, đúng không? Các bạn phải lao động, các bạn có điện thoại các bạn lên bắt cầu phím, ở đâu cũng vậy thôi. Đó là cách sống nha các bạn. Rồi mình đam bạn như vậy, bạn có phụt không? Nhớ câu của tôi, bạn nghèo có người khác nghèo hơn, đừng tranh thủ giành sức welfare của người ta, tội người ta lắm ba ơi. Lương sách Mỹ nó có chừng đó thôi à, nợ công nó tăng cao rồi, hiểu không? Mẹ đáng nghèo có đi cạnh tranh nữa. Nước Mỹ có biên giới giáp biên với Triều Tiên không mà suốt ngày muốn đánh Triều Tiên hả Duy? Nói chung trên thế giới này chỉ có hai nước không có biên giới mà nó có quyền, đó là Mỹ với Nga thôi. Suy nghĩ của anh về Putin đi anh, thôi Putin làm chính trị trùm cuối rồi suy nghĩ gì nữa ba, bạn cãi gì nữa? Tại sao mấy con ông cháu cha toàn đi du mượn học Mỹ không vậy anh? 10 đứa đi thì thấy 9 đứa không trở về, nghe nói ở Mỹ khổ lắm. Mà sao con ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gì tùm lum vậy cũng thấy ở Mỹ, đây có tiền thì đi du học Mỹ thôi, đâu có gì đâu em, hiểu không? Đó, vậy thôi, đó là em ngắn gọn như thôi, có tiền thì du học Mỹ vậy đó. Còn bây giờ không có tiền thì đi ăn welfare, hiểu không? Quan trọng thời thế mà, nói em rồi, người ta ở lại Việt Nam này giờ tương lai người ta khá lắm, tiền bạc là tự nhiên vô tư đó. Nên nói câu này anh làm biến trả lời, tại anh trả lời nhiều lần trong chương trình livestream rồi các bạn, không cần phải trả lời nữa nha, chiếu mới rồi coi nha. người ta đi bằng máy bay không phải dùng tay để đu rõ ràng, đúng không? Bây giờ đó có chửi á, thì chửi cái trường học ở bên Mỹ đó, tại sao nó lại luồn cúi, tại sao nó lại nhận tiền của Việt Nam chứ, để làm cho bây giờ tụi mày khó xử. Nó khổ vậy đó ba. Nhiều khi á, mình cũng không muốn gọi là ấy đâu, nhưng mà tại vì bên kia nó thèm tiền quá. Nó thí dụ như vậy thì mày cứ nói mày viết thỉnh nguyện thư lên cái trường ở bển á, mày nói thôi ông này ở Việt Nam này nọ, cha nó này nọ kia, đừng có nhận tiền, đúng không? Mình phải gì mình gọi là gì ta, mình phải vì cái sự gọi là gì bảo vệ Mỹ, gì ta kêu là tránh để chất xám của Mỹ lan tỏa toàn cầu, đúng không? Tại vì biết làm sao không, cũng nói chung là cũng trách thôi. Đại loại là mày ở bên bển mày nghèo quá, mày không có tiền cho con đi học đại học mấy cái trường đó đó, nó bị thiếu chỉ tiêu, nó bị tuột danh số, nên nó phải gọi là nó nhận học sinh bên Việt Nam với Trung Quốc qua học nè. Vậy thôi, mình cứ lo đi, mình bao luôn. Bây giờ mình lại gõ cửa trường, mình đập cái đùng, mình nói nè, bây giờ một cái trường đại học của ông á, một năm ông có 50 slot đi bên Việt Nam qua, đúng không? Bây giờ tôi mua luôn 50 slot đó, ông không cho thằng nào bển qua hết, cho nó chết bà nó hết cho tôi nha, bảo đảm trường nó nhận mày thôi. Học sinh nào trả vậy, ok nhận luôn. Thì một lót vậy năm thì chừng 50.000, năm thì 50.000, mà 10 lót thì 500, đúng, hiểu chưa? 10 lót thì 500, mà 50 lót thì khoảng chừng 2,5 triệu đô, ví dụ vậy. Thì em cứ bỏ 2,5 triệu ra bao thôi, năm em bỏ ra 2,5 triệu. Nói chung cái chuyện gì thì nó cũng có cách giải quyết của nó thôi, đúng không? Trong khi mình không có nắm được cái đồng tiền thì đâm ra mình yếu thế trong xã hội, phải chấp nhận. Nó có đè đầu cởi cổ mình phải nhịn mà sống. Mình đang mua nhà trả góp, nó qua nó quất căn biệt thự đối diện nó trả full. Mình đi xe Toyota 2-3 ngàn, nó quất con cao, nó quất con Lamborghini thì phải nhịn nhục mà sống. Cuộc sống này nó là như vậy. Nó còn lỡ mà ví dụ thấy nó thấy ghét ra quẹt xe nó một phát, một bảo hiểm xu vô tù ở thấy bà nữa. Xui xui gặp ông tổng thống nào ông khó ông đuổi một phát, một không biết đi về đâu. Bạn có tin rằng Việt Nam sẽ có kỳ tích sông Hồng giống như Hàn Quốc có kỳ tích sông Hằng không anh? Em mới bình luận chỉ có những người nhát có tư duy ăn bám mới không tin. Sau này mấy thằng trẩu tre nó vào nó bình luận là tôi tin là có kỳ tích Cát Linh Hà Đông. Vậy Đam lại sao anh? Thôi mày khỏi Đam mày ơi, mày vô đây mày coi like của anh là được rồi. Chứ cái trình của em nó còn yếu lắm, không có Đam được nha. Kỳ tích sông Hằng là bên Ấn Độ ba, ở bên Hàn Quốc người ta là sông Hàn ông ơi, đúng không? Ông kỳ tích sông Hồng nữa mới ghê chứ. Ông kỳ tích sông Hồng rồi sông Cửu Long ở đây bỏ cho ai kỳ tích, hiểu chưa? Sông Thạch Hãn bỏ cho ai kỳ tích, sông Hàn bỏ cho ai kỳ tích. Em Đam không có được cái câu này, em chạy kèo đi. Em Đam nó gõ lên chết bà luôn, còn thằng kia nó khịa Cát Linh Hà Đông thì kệ bà nó. GDP Việt Nam trung bình đạt 6k đô, thì có hết bán hàng rong không anh? Chắc không hết đâu em. Bán thì bán thôi chứ có sao đâu, kệ nó. Mai mốt gánh hàng rong sẽ bán súp nha mấy em. 60 tuổi nghe Duy Nguyễn thấy ghiền. Nếu hậu vệ Việt Nam được như Duy Nguyễn thì 2035 chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc phát triển top 15 đến top 10. Nói chung hậu vệ Việt Nam mà được như Duy Nguyễn hết đó, chuyện không bao giờ có đâu cho cô hay chú gì ơi đó. Nói chung mừng phần thôi chứ giờ hết về luôn hơi bị căng. 1 triệu người nhanh là ngon rồi hả? Khó. Không lẽ giờ 1 triệu người nhanh là Việt Nam này có sơ sơn 1 triệu tỷ phú đô la hả em? Đúng không? Việt Nam mà có sơ sơ 1 triệu tỷ phú đô la là đâu ngán ai đâu, đúng không mấy em? Anh sợ Hàn Quốc nó còn chưa được đó. Anh sợ Hàn Quốc còn chưa có được 1 triệu tỷ phú đô la đó em, hiểu không? Mà không những tỷ phú đô la mà nó còn đẹp trai nữa, mà cơ bắp nó còn ngon nữa. Trời đất ơi, dữ dội luôn đó ba, không có đùa được đâu nha. Giống như mấy thằng phản động nó nói á, ở miền Bắc ngày xưa có 300.000 địa chủ. Nó thật sự với bạn, ngày xưa miền Bắc mà có chừng 300.000 địa chủ, không chừng Việt Nam quýnh qua tới Mỹ luôn đó bạn. Không đùa đâu nha, 300.000 địa chủ đâu ba, nội cái miền Bắc không, dân số của nó thấp nữa. Hôm bữa thấy anh Duy lấy sổ hồng lại nghĩ khi nào Việt Nam mình số hóa quyền sử dụng đất, trong khi nhiều nước trên thế giới đã số hóa. Thôi mày ơi, mày bớt điên đi mày ơi. Việt Nam mày không số hóa, cái sổ của mày chỉ là cái sổ để cầm thôi. Nó thể hiện ra tài sản, còn nhà nước người ta lưu trữ hết rồi. Nó liên quan gì? Tự nhiên cái sổ người ta đẹp vậy ba, số dừa thôi. Hai cái đó nó không hề liên quan. Nhà nước người ta vẫn quản lý sổ qua số. đọc mã sổ, số sổ là trong đó nó có dữ liệu hình ảnh, nó kèm vào tấm sổ đó của ai, lịch sử đẻ cái sổ đó như thế nào nữa. Còn mình là cục đất của mình thì mình phải có cái sổ đó chứng tỏ là tài sản của mình ông ơi. Sao là đi cưới vợ rồi nó nói mày có sổ đỏ không, người trả lời sao. Nên tụi em đừng có cái gì cũng ảo đó, tụi em ảo quá. Thí dụ như bây giờ những cái giấy tờ như bảo hiểm này nọ đó thì ok, không cần thiết thì cũng được, hiểu không, tại cái đó là chuyện nhỏ, đúng không. Bằng lái xe là cần nè, cái bằng lái xe, ví dụ như căn cước công dân tích vô, ok, nó một giấy thôi, hai giấy thôi. Còn cái sổ đỏ là cái tài sản ông nội, cả cuộc đời người ta kiếm được cái tài sản không cho người ta cầm. Tại vì tụi em còn trẻ, tụi em chưa trải sự đời, chứ cha mẹ làm lụng cực khổ này nọ kia, có được cục đất tụi chỉ mong có được cái sổ thôi. Mà tao nói thiệt với mày, người dân Việt Nam mình nó trọng sổ lắm. Nó bây giờ sống chết là sổ phải nằm ở ngay đầu giường mới chịu. Sổ phải mới để đó đồ. Nó không có giỡn đâu. Người dân người ta cực khổ, người ta kiếm tiền, người ta có được cái tài sản, người ta rất là quý, rất là trọng, hiểu không. Nên nhiều khi á, tao nói thiệt với mày á, mày kêu cha mẹ mày bán nhà để cho mày làm ăn, cha mẹ không có chịu đâu. Nó thôi nhà cửa giờ mày làm ăn biết lợi lỗ, tao cầm nhà cho chắc, tao cầm sổ cho chắc. Nên nói tóm lại á, là cái sổ đỏ là một cái đó nó thiêng liêng mà anh mới sáng tác thành hai câu thơ đó. Hai câu thơ là gì? Đôi tay Gymer đâu chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang sổ đỏ. Mà cái sổ đỏ nó còn ý nghĩa cái màu nữa, đúng không, màu đỏ á, đúng không. Người ta đâu có dùng chữ sổ vàng đâu, sổ đỏ đó. Nhạc thì có nhạc vàng, nhạc đỏ, nhưng mà sổ chỉ có sổ đỏ thôi. Sổ hồng giá trị hơn sổ đỏ phải không anh? Không, sổ nào sổ quan trọng cái vị trí miếng đất và cái diện tích miếng đất thôi, chứ đâu có sổ hồng sổ đỏ khác nhau gì. Giờ nó một màu à ba. Giờ nhìn ông Trump thấy tự nhiên thấy tội tội, đúng. Duy nghĩ sao về những người gió chiều nào theo chiều đó? Mấy thằng mà gió chiều nào theo chiều đó nó sống mới lâu mày ơi. Còn mấy thằng đi ngược chiều gió dễ bị gãy cây lắm, hiểu không. Giỡn hoài cái gió. Tao đây ví dụ như cái cây nó đang vậy nè, gió đúng không, nó thổi từ đây qua thì cây nó phải nghiêng qua đây, là chuyện đó quy luật tự nhiên đó. Xong rồi hồi cái gió vào đây nó thổi ngược lại, cây nó sẽ đứng lên từ từ, thổi mạnh quá nó nghiêng qua đây là chuyện tự nhiên, đúng không. Còn ví dụ như cái cây á, mà nó đứng thẳng băng như nè, mà gió bão đang chiều từ bên đây thổi qua nè, đúng không, thổi qua mà nó cương lại nè, cương hồi cây gãy. Anh nói theo nghĩa đen nha các bạn, chứ anh ngu lắm mà không biết nó hỏi gì trơn hết á. Anh nói theo nghĩa đen thôi, tức là gió và cây thôi, các bạn đừng có hiểu chi xa xôi hết. Tiện đây chia sẻ với bạn, có trong mấy fan của anh có một tình hình, có một bạn kia nhắn tin với anh mượn 1 triệu. Nó lý do là giờ bạn đã bị bể nợ rồi, giờ bạn cần tiền, bạn chạy cái gì đó, vì cái dạng giống như ráp vậy đó, nhưng mà người ta bắt bạn ký quỹ 500.000 với 500.000 để làm gì đó. Thì bạn đó bây giờ bạn không có tiền, bạn đầu tiên là bạn xin việc làm trong công ty BBT của anh, nhưng mà công ty BBT của anh bây giờ nó đủ người rồi, không có nhu cầu tuyển dụng nữa, thì bạn đó bạn mới mượn anh 1 triệu. Nhưng mà trong hoàn cảnh này anh hơi bị khó khăn, thiếu thốn do dịch Covid này nọ, với cuối năm đồ, lương thưởng các kiểu cho nhân viên đồ, anh không có tiền. Nên anh mới hứa với bạn đó là bây giờ anh sẽ lên livestream mình kêu gọi giùm. Thì bạn nào có 1 triệu cho bạn đó mượn á, thì cứ nhắn tin anh rồi chuyển tiền cho anh, hay hoặc là chuyển tiền trực tiếp cho bạn đó luôn cũng được. Thì bạn đó sẽ cảm ơn sau. Tình hình anh báo cáo vậy. Thì bây giờ những cái khoản gì mà tiền bạc hay là giúp đỡ gì đó thì anh không có khả năng. Anh nói rồi, giờ anh banh xác rồi, thì anh sẽ lên mạng anh mượn dùm cho, hoặc là anh lên mạng anh thông báo tình hình. Còn ai cảm thấy cho mượn được thì cho mượn, còn cảm thấy cho mượn không được thì thôi. Lừa đảo đó anh ơi, đừng cho mượn. Nói chung bây giờ anh cũng có tiền đâu cho mượn em ơi, anh hết khả năng rồi nghe. Năm nay năm Covid thông cảm đi, đi mượn tiền idol nghe mắc cười của anh. Nói chung có rất là nhiều bạn nhắn tin mượn tiền anh luôn em, nhưng mà anh nói nó không có khả năng. Cái gì được thì nó được, cái gì không được thì nó thì không được. Bây giờ khó khăn lắm. Đâu rồi, ông này comment dài quá. Đâu, chú em xạo lờ nè, đừng có nói chuyện tục quá bạn. Nè, chú em xạo lờ coi chừng giống hơn nghệ sĩ nữa nha chú em. Anh khuyên chú em bớt xạo lờ, nó không tụ tập chửi chú em nữa đâu, mà là ba chấm tự hiểu nhá. Cái gì chú mày cũng là người, chú mày nhiều người không võ đó cu. Rồi ok. Nói chung bây giờ không đam, tại vì thuộc thành phần trôi sông lạc chợ, mình không muốn đam nha các bạn. Đó, và bây giờ tôi hỏi ông câu nè, tôi Duy Nguyễn, tôi có lỗi gì với ông không hả? Tôi có lỗi gì với ông không? Nếu mà tôi có lỗi với ông nói cho tôi lỗi gì để coi tôi tình hình nó làm sao tôi xử lý. Còn tôi không có lỗi gì với ông hết. Ông bay vô đây ông nói tôi những lời làm gì, có ý nghĩa không, có giấy ủy quyền không? Nó xét về tình và lý ông đều không có. Còn xét về lực tay con chuột thì không biết ông cỡ nào tôi cũng biết luôn. Nhưng mà nói tóm lại tôi không hiểu tại sao ông nói những lời này để làm cái gì. Đó là vấn đề tôi muốn làm rõ. Đó, tôi tin rằng xã hội Việt Nam là một xã hội có pháp trị. Tôi rất tin pháp luật Việt Nam và tôi cũng tin con người Việt Nam nữa, hiền hòa, dễ thương, hiếu khách. Còn trừ khi ông không phải là người Việt Nam thì thôi tôi không dám nói, chấm hết. Mình lên mình livestream mình mang lại niềm vui tiếng cười cho mọi người, mà bây giờ nó ngồi đây nó hâm dọ. Nhớ là hâm dọ nha. Nè, cái chữ hâm dọ ghi rõ ràng luôn nè. Hâm dọ đồ ghê quá. Nói chung tôi không biết tôi làm gì có lỗi với bạn mà sao bạn ác dữ vậy không biết trời. Nói gì cái sai của anh chắc là người tiên phong trong phong trào đập tan các luận điệu xuyên tạc của Tristic. Chắc ông kia là con cháu Tristic nên cay cú. Vậy thì anh phải sửa sai bằng cách nào em?